chào mọi người. Hôm nay nhà đất Sam Sam lại tiếp tục giới thiệu với mọi người một lô đất nằm ở trung tâm xã Ea Bờ Lứ, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Thửa đất này nằm rất là gần trường tiểu học Phan Chu Trinh. Nó cách cổng trường khoảng tầm 100m. Và từ vị trí này ra đến quốc lộ 14 thuộc địa phận xã Gia Lê, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai thì nó nằm tầm khoảng 2 km. Đấy. Đây là hiện trạng của thửa đất đang được trồng cỏ để nuôi bò, nuôi dê. Mặt ngang của thửa đất là 10m, còn chiều dài của nó là 50m. Đường này là đường thẳng lên cổng trường tiểu học Phan Chu Trinh. Từ đây lên đấy khoảng 100m. Còn cái phía ngược lại là đi xuống cùng một con đường, xuống ngã ba một con đường. Đường này thì nó thông với cái xã Gia Bia Ơ, xã Gia Lâu của huyện Chư Pứ Rông. Xung quanh thì khung cảnh rất là đẹp, nhà cửa tương đối là đông đúc. Ở cái khu này, con đường này là sắp tới người ta sẽ làm đường bê tông hoặc là đường dầu, rất là đẹp. Mọi người quan tâm đến lô đất này thì xin hãy liên hệ với nhà đất Sam Sam, số điện thoại 0973629797. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.